Dạ, Trần Vệ xin mến chào quý vị ạ. Dạ, quý vị thấy trên màn ảnh đây là cái hình ảnh của luật sư Võ An Đôn nè. Gọi là luật sư này đó là luật sư, dù là luật sư tốt nghiệp ở bằng luật sư của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nhưng mà luật sư rất là nhận thức được những cái sự sai trái của cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Và luật sư đã lên tiếng rất là nhiều lần. Quý vị thấy đó, đây là hình ảnh luật sư Võ An Đôn nè. Đây nè, tôi sẽ kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp nha. Đó, người ta đã học ở trong mà là lừa làm luật sư cho xã hội chủ nghĩa đó, mà người ta nhìn thấy những cái điều mà bất công nó xảy ra ở trong cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Mình nói thật, cái luật pháp mà của cái nước cộng sản đó nó rất là mọi rợ, nó rất là mọi rợ. Thành ra những người mà người ta có cái tâm huyết đó, người ta có cái sự mà nó thôi thúc cho người ta phải lên tiếng à. Thấy bất công là tự nhiên người ta phải lên tiếng thôi, ai cũng vậy. Mình ở đây đó, mình Trần Việt sống ở hải ngoại này, thì trong việc mà dòm về cái đất nước mình đó mà thấy những cái điều bất công là Trần Việt cũng phải lên tiếng nè, chị không nói. Đúng không? Mình muốn cái đất nước mình tươi đẹp, muốn một cái đất nước mình nó được phát triển hùng mạnh thì mình phải lên tiếng với tất cả những cái sự bất công nó đang xảy ra trong đất nước mình. Biết bao nhiêu người yêu nước, đúng không, đều bị rồi là trù dập, làm sao mình không lên tiếng được. Thành ra ngày hôm nay mà mình thấy anh luật sư Đôn này đó ra khỏi cái nhà tù lớn của Cộng sản là mình rất là mừng. Thì cách đây là 3 tháng là ảnh đã được ra khỏi nước, được tị nạn đó, sắp đi tị nạn Mỹ nè, theo báo Người Việt nè. Rồi 3 tháng rồi, thành ra cái mặt của ảnh hình như là cũng hơi đổi khác một tí xíu. Là đây nè, hình ảnh cái mặt của anh luật sư Võ An Đôn nè ha, là qua cái phóng viên Ngê Lữ đó, phóng viên Ngê Lữ phỏng vấn anh đó, quý vị thấy đó. Mà họ đã tìm cách rồi, là mỗi cách để mà họ bắt cho luật sư rồi là không thể nào mà đi ra được, mà rốt cuộc rồi sao bây giờ cũng ra được. Đã một lần đi rồi đó, nhưng mà đã bị chặn lại. Chặn lại không cho đi, có đã không? Rồi bây giờ cho quý vị nghe cái bài phỏng vấn của anh Ngê Lữ với luật sư Võ An Đôn nha. Mời quý vị nghe nha. Rồi trong lúc nghe thì Trần Việt sẽ dừng cái video lại để mà phân tích những cái lời nói của anh Võ An Đôn. Nhưng ta đã biết rằng sau ngày 30 tháng 4 1975, khi Cộng sản đã cưỡng chiếm cái miền Nam Việt Nam tự do dân chủ, thì chúng ta biết Thấy không? Anh Nghĩa Lữ anh đặt cái đề là sau tháng 4 75 thì quý anh chị em biết quá rồi. Lý do tại sao có 6 triệu người Việt ở hải ngoại? Ai người Việt nào người ta cũng yêu thương đất nước của người ta hết á. Rảnh đâu mà người ta đi ra ngoài ở hải ngoại để mà sống, để mà một quốc gia rồi là hoàn toàn nữa, mình phải nói tiếng ngôn ngữ khác, rồi dân tập tục văn hóa rồi khác hết trơn. Khổ sở lắm mà mình phải tạo dựng lại bằng hai bàn tay trắng. Đâu có ai mong muốn điều đó đâu. Tất cả đều là nạn nhân của cái chế độ cộng sản mọi rợ này. Mình phải nói nó mọi rợ. Nó mọi rợ thành ra 6 triệu người phải bỏ nước ra đi. Trên 6 triệu người phải bỏ nước ra đi. À, cá nhân của Trần Việt cũng đã vượt biển bằng cái chiếc ghe đuôi tôm. Cái chiếc ghe đuôi tôm mà Trần Việt phải cầm cái máy đuôi tôm á. Cầm cái máy đuôi tôm để mà vượt biển. Quý anh chị thấy đây là một cái cuộc tự sát đó. Tại vì mình thế nào không chịu nổi hết á.
mà chính là đi ra ngoài biển là mới ra cửa biển thôi là trong gia đình có một người kêu quay đầu lại nói thôi chết hết đó. Ba Trần Việt là coi như là thuyền trưởng thôi. Ba Trần Việt lớn tuổi, ba Trần Việt nói về, trở về vô đồn công an là chắc chắn chết, chắc thà là chết ngoài biển nó mát hơn đó. Ba Trần Việt nói như vậy. Mời quý vị nghe tiếp nha. Những cái quan sai mà luật sư là những người được học hành để làm biện hộ cho những người bị ghép tội thì thời gian của kiến quan ta thấy gì thưa quý vị? 2007 thì luật sư Lê Công Nhân 14 năm tù, 2018 luật sư Nguyễn Đài 15 năm tù. Thấy không? Luật sư Nguyễn Văn Đài là cũng luật sư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Làm cái nghề luật sư mà dù là ở trong nước, được học hành ở trong nước, nhưng mà vẫn là những người luật sư dễ bị ở tù lắm. Luật sư Lê Thị Công Nhân cũng ở tù, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng ở tù, rồi luật sư Võ An Đôn cũng bị hành hung, hiểu không? 2012 thì luật sư Lê Quốc Quân Đó, luật cũng sư bị Lê Quốc 30 Quân tháng nữa. tù vì cái tội dối dẫn là tội trốn thuế. Rồi luật sư Võ Anh Đôn, chúng ta đã biết, 2017 bị tước thẻ hành nghề, bị ngăn chặn xuất cảnh khi Một đến cái Hàn. luật sư đó, người ta học có văn bằng mà làm sao mà tước khỏe hành nghề được? Tại vì cái sự hiểu biết của họ, họ học được, họ tốt nghiệp được. Họ tốt nghiệp bây giờ lấy cái quyền gì để mà tước quyền họ hành nghề? Họ là luật sư là kể như là họ là luật sư. Luật sư họ tốt nghiệp được. Bằng cấp của họ chứng minh họ là luật sư. Tự nhiên tiếc nghề, rồi là tước đoạt cái quyền hành nghề của người ta. Chỉ là một cái xã hội mà nó mọi rợ. 6 tháng 10 2003 thì dưới sự can thiệp của Hoa Kỳ, ông và gia đình mình đến Mỹ. Ngoài ra chúng ta cũng biết là luật sư Lê Công Định cũng phải đi tù. Rồi thì Luật sư Lê Công Định cũng phải đi tù. Một cái nước mà nó sản xuất ra luật sư đó là trường lớp xã hội chủ nghĩa để đào tạo ra những luật sư đó. Mà cái vai trò của luật sư là phải công tâm. Công tâm thì mới làm việc tốt được, bảo vệ cho cái quyền lợi của thân chủ của mình. Đúng không? Mình hiểu được thân chủ, mình trình bày, mình bảo vệ cho thân chủ của mình. Chứ làm sao mà cấm cản mà bắt tù người ta đến được? ngày hôm nay, ba luật sư dân nhân quyền là Đinh Văn Mạnh, Vũ Văn Miến, Đào Kim Lân có bị công an Long An ra quyết định là truy tìm ngày 11 tháng 6 2023 và đến Mỹ 16 tháng 6 2023. Thì thưa quý vị, trong những ngày này nhắc về những tình trạng ở đất nước Việt Nam và vì sao trong cái lịch sử của đất nước Việt chưa bao giờ có cái làn sóng người để bỏ nước ra đi nhiều như là sau năm 1975, và mãi đến nay vẫn có những người họ phải bỏ nước ra đi, giàu rằng họ phải nằm trên những thùng xe để họ phải chết. Rồi thưa quý vị, người ta nói rằng ly hương là sông ly hương, chẳng ai vui ly hương hết. Thì hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe cái tâm tình giữa Nghi Lữ là một người cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa cũng đã ly hương trên 30 năm, và luật sư Võ An Đôn cũng mới đến Mỹ, thưa quý vị, hơn chưa nửa năm. Vâng, trước hết là chúc Nghi Lữ chào luôn với những cái điều chú vừa nói. Dạ, cảm ơn anh Nghệ Lữ rất nhiều nha. Thiệt tình á, anh nói gì mà sau tháng 4, 30, 75, mình thấy mình rất là tức, mình rất là căm phẫn. Ai là cái đất nước của mình? Mà tại sao mình phải bỏ nước ra đi như vậy? Dù là mình biết rằng là cơ hội mà sống sót ở trên Biển Đông nó khó lắm, nó mong manh lắm. Biết bao nhiêu người, mấy trăm ngàn người đã chết trên Biển Đông rồi. Đã chết vì đói khát, chết vì bị hải tặc, đủ thứ hết á. Ai mà muốn bỏ quê hương mình bao giờ đâu, mà bây giờ phải 6 triệu người đang sống ở hải ngoại đó anh Nghe Lữ.
Đó là thống kê của Google đó. Nói đó thì đây là cái xuân đầu tiên mà con xa quê hương. Con không có dịp đi tảo mộ ông bà, cha mẹ, rồi thì cái tâm trạng của Đôn như thế nào, Đôn cho mọi người cùng biết. Dạ, thưa chú và mọi người và quý khán giả, thì cháu là và gia đình đã đến Mỹ được hơn 3 tháng rồi. Thực sự thật thì không, là người Việt Nam thì không ai muốn xa quê hương đất nước của mình để đến sống ở một nơi mà không có người thân, không có bạn bè, không có gia đình, không có họ hàng, mọi thứ đều đều là bàn tay trắng thôi. Nhưng mà vì Thấy thấy ông luật sư Đôn hỏi không, nói giống như Trần Việt thôi. Trần Việt chỉ mới nghe cái này đầu tiên thôi, chứ mà mình thấy rõ ràng là ai đã không yêu quê hương của mình, phải không? Mà mình người ta phải ra đi. Thành ra đó, cái chế độ Việt Cộng, hãy nhìn cái clip này, hãy xem những cái lời nói của ông Đôn, xem lời nói của những người ra đi họ nói như thế nào để mà thay đổi cái đất nước. Đất nước Cộng sản là thua rồi. Có cái đất nước Cộng sản nào mà khá đâu. Cái đất nước Cộng sản nào cũng nghèo hết, nghèo đói chết mẹ luôn. Đúng không? Ngày nào đó mà Cộng sản Việt Nam đó mà vẫn còn cái sử dụng cái cờ đỏ sao vàng của giặc Tàu đó, là nghèo chết mẹ. Cái cờ đó là cờ phúc kiến của giặc Tàu. Mà mình vừa sử dụng cái là cờ phúc kiến đó, chẳng khác gì mình nô lệ giặc Tàu. Mà nô lệ thì làm sao mà nghèo, giàu được. Phải không? Thoát đi. Phải không? Mình thấy những người ra đi, người ta lên tiếng như thế nào. Mình phải thay đổi cái đất nước. Ở đồng bào trong nước cũng cũng khổ nữa. Thờ lại những cái hình tượng gọi là giặc Tàu không ạ? Giống như thờ lại thiếu tá Hồ Quang. Thiếu tá Hồ Quang đó là cái một người lính của Tàu. Người lính của Tàu, thiếu tá Hồ Quang mình thờ lại nó là Hồ Chí Minh. Có đã không? Nên làm sao mà không nghèo được? Rồi, mời quý anh chị em nghe tiếp nha. Xin lỗi. Nói cho Trần Việt cũng hay lớn tiếng. Thành ra mình thấy tức thì mình lên tiếng. Mong quý vị thông cảm nha. Khi sống ở xã hội đặt là bị cái quyền công dân nó bị xem thường, bị đàn áp, cho nên phải bỏ nước ra đi đỡ đỡ mình các cuộc sống. Nó đâu có là một công dân gì đâu, mình không được quyền lên tiếng để mình nói cho quê hương mình, mà mình lên tiếng là nó bắt tù mình. Rồi mình tiếng nói mình, dù là mình luật sư đó, mình luật sư là mình có văn hóa, có tri thức, mình biết đó. Mà nó còn bắt tù mình nữa, nói gì những người dân thường, phải không? Đó, một cái chế độ đó mọi rợ là nó vậy. Mà chế độ mọi rợ đó không có khá được đâu. Người nghèo, nghèo đến chết rồi. Đúng không? Thành ra phải thay đổi. Đúng không? Luật sư Trần An Đôn, Võ An Đôn lên đây để nói, để mong rằng cái đất nước mình thay đổi. Không, không, không phải thật để mà Cộng sản rồi nó cai trị đất nước mình như vậy. Đúng không? Nhìn Bắc Hàn đi, nó đói tới cỡ nào. Nhìn Cuba đi, nó đói tới cỡ nào. Phải không? Tại sao mình cứ vướng vô cái chế độ cộng sản như vậy? Mình bây giờ là một cái đảng cộng sản tới trên 5 triệu đảng viên, nó cai trị cái đất nước của mình. Nó khổ vậy đó. Nó yên ổn và đỡ, dù đi ra xa quê hương rất là nhớ nhà, nhưng mà trong lòng một lúc nào cũng nhớ vào quê hương, muốn làm cái gì đó được cho quê hương. Đi đi ra ngoài không phải là chán đất nước hay là không không thích ở quê hương, nhưng mà cái thứ bắt buộc, cái thứ ép buộc, cái thứ đường cùng phải đi đó. Nhưng mà qua đây thì rất là buồn chú ạ. À, Tết thì Thấy không? Luật sư Võ An Đôn nói là cái thế ép buộc mình phải ra đi. Chứ chẳng ai muốn ra đi hết á. Quê hương mình yêu chứ tội dạ gì mình phải ra đi. Phải không? Mình sống quê hương mình sung sướng quá mà. Tại sao mình phải ra đi? Phải không? Mà tại vì nó đầy ải ải cái dân tộc của mình. Nó bắt bỏ tù hết tất cả mọi người chống đối nó. Người ta lên tiếng để mà người ta giúp cho phát triển đất nước. Nó bắt hết. Đó, sao người ta không ra đi được? 6 triệu người nha quý anh chị em bà con. Đâu phải ai cũng được điều kiện để ra đi đâu. Nếu mà người ta có điều kiện để ra đi, không chừng đi cả chục triệu người luôn. Mấy chục triệu người luôn. Tại người ta không điều kiện thôi. Thành ra cái đất nước Việt Nam mình
mấy nhà cầm quyền, mấy cái thằng cầm quyền đó phải thay đổi. Không thay đổi là không khả được đâu. Chắc ở một cái bang đa số là hơn 90% là người Da Trắng, cho nên không có không khí Tết của người Việt. Hôm nay tại thời điểm này là ở Việt Nam vừa bước qua giao thừa, trong lòng rất là nhớ quê hương, nhớ hàng xóm. Ai lại không nhớ quê hương? Nhớ quê hương nhớ lắm, nhưng mà trong cái thế buộc phải ra đi thôi, dù chết cũng phải ra đi, đó là vậy đó. Nhưng mà phải chịu thôi chứ, rất là buồn. Vâng, kính thưa quý vị, như Nghi Lự đã nói là người ta nói là sầu ly hương chứ không ai nói là du ly hương. Dở cái thế bắt buộc mà hàng triệu người đã phải chấp nhận, là chấp nhận mình sẽ bỏ mạng để mà bỏ nước ra đi. Và đến ngày hôm nay gần nửa thế kỷ rồi mà người ta vẫn phải ra đi. Nửa thế kỷ, trời đất ơi, 50 năm, 50 năm mà không thay đổi, mà người ta vẫn ra đi, dù là đi trong cái thùng đông lạnh, để mà chết 39 người lãng xẹt. 39 người chết trong thùng đông lạnh ở bên Anh, một cái chết lãng xẹt mà cũng không làm thức tỉnh những cái thằng cầm quyền, những cái thằng kim ngồi rợ như là Nguyễn Phú Trọng đó. Nguyễn Phú Trọng rồi thủ tướng này, thủ tướng nọ, Phạm Minh Chính, toàn là những cái tuổi mội rợ không à. Cái mội rợ đó nó muốn giết cả cái dân tộc mình, nó đầy ải cái dân tộc mình. Quý vị, như Nghi Lự vừa nói cái đoạn đầu thì luật sư là một đáng lẽ rằng người này cao quý giúp cho cái sự công bằng của công lý ở Việt Nam, nhưng mà trong nước thường hay nói công lý Việt Nam hôm nay chỉ là danh, chỉ là tên của một người hề mà thôi. Hay đó, hay đó, Nghi Lự. Tôi nhớ cái anh Hề mà công lý đó. Thành ra bây giờ nó là sự thật như vậy. Công lý ở Việt 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 Cộng, ở nước Việt Cộng chỉ là một cái trò hề, nó không có công lý, nó là một anh hề thôi, nó không có công lý thật sự. Thành ra người ta khi mà cái đất nước mà không có công lý, người ta bỏ nước người ta đi hết, 6 triệu người đi. Và hiện tại vẫn còn những người mà đi, họ đi bằng mỗi cách, họ đi bằng cái gọi là xuất khẩu lao động gì đó. Thì cộng sản rồi nó cà chớn, nó hay dùng những cái từ một xuất khẩu mà lao động. Lao động có gì đâu mà xuất khẩu, nó xuất khẩu con người á. Thấy không? Người ta thay gì đó tuổi thanh niên, người ta làm việc ở nước đất nước mình, người ta xây dựng cái đất nước mình. Tuổi thanh niên là cái tuổi mà mạnh khỏe nhất, nó thảy ra ở ngoài, nó sợ thanh niên trong nước nổi loạn, nó thảy ra ở ngoài hết á, nó cho đi ra ngoài hết á. Không? Rồi nó bán cô dâu, rồi mình thấy những cái hình ảnh mà 100 mấy chục cô gái trần truồng á, mắt tivi đã thấy, mắt Trần Việt đã thấy như vậy, mắt Trần Việt đã thấy 100 mấy chục cô gái trần truồng hết, để cho Đài Loan, để cho Hàn Quốc nó chọn vợ. Trời đất ơi, một cái đất nước mà nó nhục nhã như vậy đó. Còn những cái thằng mà quan chức cộng sản đó qua bên đây toàn là những cái thành phần gọi là trồng cần sa, toàn là những thành phần mà làm tội ác để mà gây nhục cho người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Người Việt Nam mình đâu có vậy đâu, mà qua bên đây toàn là những cái thành phần đó không à. Mà đa số là những cái tên mà theo cộng sản nhiều chừng nào á thì làm bậy chừng đó. Những tên theo cộng sản là nằm ở ngoài Bắc á, nhiều lắm. Nó qua bên đây là làm bậy không à. Toàn là kiếm tiền gọi là trồng cần sa rồi ăn cắp ăn trộm, làm xấu hổ đất nước không à. Tôi từng nói rằng luật sư chỉ là vật trang trí cho cái tòa án tại Việt Nam mà thôi. Và chúng ta đã biết hành nghề luật sư không những không được làm hết công việc của mình để bảo vệ cho thân chủ, mà còn bị hăm dọa, còn bị khủng bố. Thí dụ như Trần Thu Nam, Lê Dương Luân cũng đã từng bị hành hung khi mà
hỗ trợ cho một gia đình ở Dương Nội, nhân dân. Thưa quý vị, thưa quý vị luật sư Đôn, anh nghĩ như thế nào khi mà hôm nay đó Đôn về vợ con đó ta được đến xứ sở tự do, trong khi Tết này nhiều gia đình, rất nhiều gia đình phải không có cha, không có chồng, không có con vì họ đang ở tù. Mà gần những ngày này thì chúng ta trên Facebook nó thấy rằng nhiều người cũng phải vất vả, bươn chải, cố gắng để mà đi thăm nuôi chồng con ở trung tù. Thì đâu có cái điều gì chia sẻ với những gia đình tù nhân lương tâm đó. Dạ, cháu dù là rất là nhớ quê hương, nhớ đất nước, nhưng mà qua được đây thì mình thoát được cái sự mất tự do ở trong nước thì cũng bản thân thấy cũng thoải mái hơn. Nhưng mà mình thoát được cái sự mà mất tự do, đó, lời luật sư Đôn nói ở trong nước hoàn toàn không có tự do, không có tự do ngôn luận, hiểu không? Nó cũng đặt luật ra đó, thử hỏi nó đặt luật vấn đề là điều 25 hiến pháp, hiểu không? Nó nói là người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, lập đảng gì tùm lum hết á, phải không? Nhưng mà hiến pháp nó nói gì? Nhưng mà nó lập ra cái điều 331. Điều 331 là luật con, mà luật con lại hãm hiếp luật mẹ. Điều 331 nó nói là mày á, mà lợi dụng quyền tự do dân chủ á, thì ta bắt mày bỏ tù. Trời đất ơi, cái luật pháp gì mà mỏi rỡ vậy? Người ta có quyền tự do dân chủ nằm ở trong hiến pháp điều 25 thì người ta phải sử dụng nó chứ. Tại sao nó bắt người ta bỏ tù vì người ta sử dụng cái quyền đó? Người ta sử dụng quyền tự do dân chủ là điều tốt đẹp, hiến pháp cho phép người ta. Tại sao lấy điều 331 để mà đè bẹp cái hiến pháp như vậy? Thấy nó mọi rợ không? Chứ cộng sản nó mọi rợ, thành ra người ta nói là cộng sản là chơi luật rừng. Nó là chơi luật rừng. Nó lấy cái điều luật gọi là bộ luật hình sự điều 331 để mà hãm hiếp cái luật mẹ. Hiến pháp là luật mẹ mà nó lấy cái điều luật bộ luật hình sự để mà nó hãm hiếp cái luật mẹ điều 25 hiến pháp là cho phép người dân có quyền tự do ngôn luận. Tự do biểu tình nữa, tự do lập hội nữa. Nó lấy điều 331 nó cấm hết. Có phải nó mỏi rợ không? Rất là thương cho những người trong nước, đặc biệt là những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền đó, phải sống trong một cái đất nước, một cái chế độ mà lúc nào cũng bị kìm kẹp, cũng bị mất tự do và có thể bỏ tù bất kỳ khi nào họ muốn. Rất rất là tội nghiệp và thương cảm cho những người đồng bào trong nước chứ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đã biết rằng luật sư Võ Đôn đã cải thắng một điều kiện mà nạn nhân khi chỉ mới là một nghi can thôi đã bị tra tấn và chết trong luật công an, và sau đó 2017 được sư đồ đã bị tước thẻ hành nghề. Tuy nhiên, tuy không còn đến phiên tòa với tư cách luật sư, nhưng mà luật sư được gọi là luật sư nông dân và vẫn hỗ trợ pháp lý cho những người tìm đến luật sư đồ để mà biết cái cách bảo vệ mình khi phải bị kết án. Thú vị thì chắc chắn việc làm của luật sư đồ là cái gai của việc người cộng sản. Thì từ 2017 cho đến 2023, tức là 6 năm trời đó là luật sư nông dân nuôi bò để sống. Thì luật sư Đôn có bị những khó khăn gì, kể cho mọi người ở Việt Nam, ở hải ngoại hiểu được rằng làm luật sư Việt Nam khó như thế nào? Dạ, chào chú và mọi người. Thì làm luật sư ở Việt Nam rất là khó. Nếu mình mà làm đúng với lương tâm, đúng luật pháp ấy, thì sẽ bị chính quyền đàn áp, trù dập, đàn áp ngay. Nếu mà làm mà đúng lương tâm của một con người ấy, thì bị chính quyền gọi là trù dập, đàn áp ngay. Vậy là còn sống cái gì nữa? Mình đi làm việc lương tâm của mình, cái lương tâm của mình thôi thúc mình phải làm việc. Cái lương tâm của mình là thôi thúc mình phải làm những cái việc mà công bằng, giúp ích cho những người người mà bị bất công nó hãm hại. Cái lương tâm của mình gọi là chó nó tha hết rồi, nó mà cái nhà nước nó lấy hết rồi, nó lấy hết tất cả những lương tâm mày. Mày làm lương tâm hả? Tao bỏ chị mày vô trong tù.
đó, nó khổ nạn như vậy đó, bởi vì đó Trần Việt muốn show cho quý anh chị em đó để coi những hình ảnh ha, những hình ảnh mà bất công đó, hiểu không? Để coi từ qua đang mình nói cho nghe, mình cũng chưa có chuẩn bị đây, không phải không phải danh sách ha, không biết nó nằm đâu nữa. Danh sách mấy cái người mà tù nhân lương tâm á, thôi mình cũng không có chuẩn bị, thành ra đó xin lỗi quý vị nha, nghe tiếp đi. Chạy án cấu kết với cán bộ chính quyền nữa, lấy tiền người dân thì sao sống rất là thoải mái, rất sung sướng. Những luật sư ngược lại, những luật sư mà lên tiếng vì sự thật, vì bất công thì trước sau gì bị tước thẻ và bị trừng gặp. Bản thân cháu thì sau khi bị tước thẻ hành nghề luật sư năm 2017 đến 2023 thì trong suốt thời gian đó gia đình cháu không có làm gì được hết, dù dù cháu giúp miễn phí cho người dân nhưng mà không ai Thấy dám. không, nó trù dập cả kinh tế nữa, nó trù dập cả tài chánh của gia đình nữa. Cái chế độ nó mổ rợ như vậy đó, không phải là một mình luật sư làm là một luật sư chịu đâu, mà cả gia đình đều bị ảnh hưởng luôn. Nó chặn những cái tài chánh hết rồi, làm sao mình lấy tiền để mình sống, có tiền để mình sống. Chế độ mổ rợ nó gì, nó bắt mình là phải đi theo nó thôi, theo con đường của nó đó, là nó bắt mình bỏ cái lương tâm của mình vào cái sọt rác đi, đừng có dùng cái lương tâm. Nó là vậy đó, cộng sản nó là vậy đó, bởi vì nó mới nghèo đói, nó làm sao mà nó phát triển được khi mà nó bỏ cái lương tâm nó vào sọt rác, rồi làm sao mà nó phát triển được, làm sao nó phát triển đất nước được, vô phương. Tới tư vấn cả họ hàng, bà con, anh em hàng xóm và bạn bè không ai tới dám gặp cháu, bởi vì Thấy không, không có tới gặp nó trù dập như vậy đó, nó trù dập như vậy đó. bên công an hay bên chính quyền người ta tuyên truyền là cháu là luật sư phản động, là Việt Tân, cho nên không ai dám tới hết. Luật Rồi sư trong suốt phản động Việt Tân, trời ơi đất ơi, thời gian đó cháu cũng cố gắng ở lại Việt Nam nữa, dùng kiến thức mình giúp người dân Việt Nam, dù mình không còn hành nghề nữa, không bị tước thẻ rồi, nhưng mình muốn giúp, dùng kiến thức để học được để giúp người dân. Nhưng mà suốt 6 năm trời á, cháu có một vài người bị chèn ép, bị bất công, bị oan sai thì người ta dám dám tới, còn bình thường không ai dám tới, cho nên cuộc sống thì không có làm gì được hết, cho nên cuộc sống gia đình khó khăn, cho do đó cháu phải quyết định bỏ nước ra đi. Nếu mà ở lại thì cuộc sống gia đình khó khăn, không làm cũng có tiền, không có gặp, không ai dám gặp mình, và con cái thì ngày lớn, nếu ở lại thì sống làm sao đây, cho nên buộc lòng cháu phải bỏ nước qua đi chú ạ. mình thấy chắc cũng cũng đã đủ rồi, mình thấy như đó là cũng đủ cái nói lên tố cáo cái tội ác của cái nước mà chế độ diệt cộng đối xử với người dân, đối xử với một luật sư như thế này đấy. Mà luật sư chính cái nhà nước đó đào tạo, cái đó mới ghê gớm đó, mà đâu phải mình luật sư Võ An Đôn đâu, nào là luật sư Lê Thị Công Nhân nè, rồi rồi luật sư biết bao nhiêu luật sư, nhìn nãy giờ đó anh Nghe Lữ nói ra biết bao nhiêu luật sư đó. Luật sư Lê Quốc Quân nè, biết bao nhiêu luật sư ở xã hội chủ nghĩa đều bị trù dập, vô lý, rất là vô lý. Rồi như đó là cũng đủ rồi, mình nghe nữa mình rất là khó chịu, mình nghe nữa mình rất là khó chịu, tại vì mình không làm gì được hết á, mình chỉ biết lên nói, tiếng nói thôi, mình ở hải ngoại mình chỉ biết lên tiếng nói thôi, mà mình đâu có làm được cái gì đâu, mà mình không nói là không được, mình nói như đó thì mình nghĩ cũng đủ rồi, không thể nào mà mình chấp nhận một cái chế độ mà mỏi rợ, mang ri mỏi rợ đó, đúng không? 6 triệu người rời khỏi đất nước, bỏ đất nước rồi mà nó còn chưa mở mắt ra nữa.
Nó chẳng chưa mở mắt ra để nó thay đổi nữa. Nó không giải tán được đảng Cộng sản nó nữa. Mình thấy Gorbachev á, người ta tổng bí thư của đảng Cộng sản Nga đó, đảng Cộng sản Liên Xô đó, thời đó, Gorbachev, cái lương tâm ông cắn rứt. Ông là tổng bí thư mà. Ông bảo tổng bí thư năm 1989 đó, ký một cái rẹt 89 hay 91 gì đó, giải tán đảng Cộng sản. Rồi từ đó là Liên Xô nó bị sụp đổ đó. Người ta đó anh hùng như vậy đó, người ta thấy dân khổ, đất nước khổ, người ta sẵn sàng, người ta ký giải tán đảng Cộng sản. Chứ không phải như thế thằng Nguyễn Phú Trọng. Cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó đâu có làm cái chuyện đó, mà nó lại tiếp tục cái quyền hành nó tổng bí thư nữa. Mà tổng bí thư mà nó cứ nói nó đánh tham nhũng, trong khi nó không biết, chẳng lẽ nó không biết cái chế độ nó là chế độ tham nhũng mà. Nó tham nhũng từ từ cái thằng trên xuống cái thằng dưới. Mà đến cái thằng Nguyễn Phú Trọng là nó là tham nhũng quyền lực là số 1 nữa. Cái tham nhũng cái tiền bạc thì mình không nói đi. Cái thằng mà tham nhũng quyền lực là cái thằng đó mội rợ nhất. Tại vì quyền lực là nó tự nhiên nó tạo ra tiền thôi. Thành ra nó làm tổng bí thư ba đời luôn. Ba nhiệm kỳ luôn. Trong khi đó, luật pháp của nó đó gọi là tổng bí thư chỉ có hai nhiệm kỳ tối đa thôi. Thấy không? Nội quy của nó đó, nội quy của đảng Cộng sản đó, chỉ có tổng bí thư chỉ có làm việc có ba hai nhiệm kỳ thôi. Nó vẫn làm việc ba nhiệm kỳ như thường, ai làm gì nó. Mà mình nói thiệt, mấy thằng Cộng sản là nó hèn lắm. Nó hèn vô cùng luôn đó. Tại vì nó 5,2 triệu đảng viên, không có thằng nào dám chống đối được Nguyễn Phú Trọng đó. Thấy không? Cứ để nó làm tới nhiệm kỳ thứ ba đi. Thấy không? Dù là điều lệ đảng, điều lệ đảng rõ ràng là hai nhiệm kỳ. Thấy không? Điều lệ 17 đó. Thấy không? Trần Việt có môi ra cái điều lệ 17 rồi Trần Việt copy rồi rõ ràng mà. Không? Có bằng chứng rõ ràng mà. Mà tại sao Nguyễn Phú Trọng vẫn làm được ba nhiệm kỳ? Có phải Nguyễn Phú Trọng là cái thằng mội rợ không? Không? Nó đi ngược cái luật pháp không? Nó đâu có tuân theo luật pháp đâu. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Nói thiệt á, ngày nào mà còn thấy cái cờ đỏ sao vàng của cờ phúc kiến của giặc Tàu là mình thấy đất nước mình không khá rồi. Mà mình thấy mà dân mình còn thờ lại rồi đó, cái hình tượng Hồ Chí Minh đó, là Hồ Chí Minh là một tên hồ quan thiếu tá giặc Tàu, mình biết rõ như vậy là thấy không khá rồi. Cảm ơn người Lữ nha, cảm ơn luật sư Võ An Đôn. Kính chào quý vị nha.